Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em lên video báo giá cho mọi người các mẫu nồi của nhà Tiger này. Đây đều là những mẫu nồi của cao cấp của nhà Tiger, như Tiger lòng gốm này, Tiger cao tần áp suất đời cao này. Rồi bây giờ em lại đi vào video chi tiết từng mẫu nha mọi người. Trước tiên là một mẫu nồi Tiger giá bình dân này, Tiger áp suất giá bình dân đời cao luôn, đời như mẫu này là đời 2020 á các bạn. Đây, đời 2020, đời rất là cao luôn, mã đời mới này. Như chiếc này giá rất hợp lý luôn các bạn. Đây, như mã này thì nó không có cơm cháy, chỉ có chức năng nấu sôi cháy luôn thôi các bạn này. Cao tần áp suất bi, bạn này thì có quay sách nhá mọi người. Lòng nó có một vài vết xước này, đây không phải là bong tróc mà là nó bị xước nha mọi người. Có quay cầm chống nóng này, có quay sách luôn. Như bạn này thì không bể vỡ gì. Chiếc này thì em đang bán với giá là 1.800.000, bao ship toàn quốc. Mọi người thích mẫu nồi này đời cao thì giá bình dân thì mua trên mẫu này nhé. Tiếp theo là một mẫu của nhà Tiger luôn. Đây là mẫu mới nhất bây giờ này các bạn này. Hiện tại bây giờ nó đang còn sản xuất nhá. Mẫu này đời 2023 luôn. Nhưng mẫu này thì lại không có quai sách này. Có cắp nách của Tiger này. Mẫu này rất là mới luôn các bạn. Không có trầy xước bong tróc gì cả. Đây, bên trong lòng nồi đây. Rất là đẹp nhé. Gioăng này như mới luôn các bạn này. Cao tần áp suất bi. Nồi siêu lướt, như mẫu này là nồi siêu lướt nhé các bạn. Các bạn nhìn cái hộp này, còn xanh đét nhá. Lòng nồi còn rất là mới này, không có trầy xước bong tróc gì cả. Lòng có quai sách luôn. Đằng sau đáy nồi còn rất là đẹp này. Mẫu này đời 2023 nhé các bạn. Hàng siêu lướt. Nhưng mẫu này thì em đang bán với giá là 3 triệu bao ship toàn quốc, bảo hành cho mọi người 6 tháng nhé. Thôi, đối với mẫu đời cao này và dòng Tiger thì trường hợp lỗi vặt và trường hợp gì hơi thì hầu như là không có nhé mọi người. Dòng Tiger cái gioăng nó rất là bền. Tiếp theo là một mã lòng gốm đây các bạn này. Mã này là mã GPXA100 này. Mã này là bản cao cấp của nhà Tiger rồi. Cao tần áp suất 2B lòng gốm. Như bản này có 3 chế độ cơm cháy, 3 chế độ cơm diệm nhé mọi người. Đây, lòng rất là đẹp luôn. Gioăng xanh lòng đẹp. Mọi người xem cái hộc này. Đối với hàng đấu giá em về thì trường hợp trầy xước nó rất là ít nha mọi người. Hạn chế được tối thiểu cái mức độ trầy xước bên ngoài. Và bên trong thì ở bên Nhật em đã tiêu chuẩn đầu vào nó em rất là kỹ rồi. Nên hàng đẹp em mới mua. Cho nên là về chất lượng của nồi là hầu như là không có bong tróc trầy xước gì hết nhé mọi người. Hàng rất là đẹp luôn. Nhưng món này em đang bán với giá là 4.500.000 nha mọi người. Bao miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bảo hành cho mọi người 1 năm luôn. Đối với dòng Tiger em bảo hành 1 năm. Rất là đẹp nhé các bạn. Cái viền chrome này. Tiếp theo đến với hai bản này là hai bản kỷ niệm của nhà Tiger và cao cấp nhất của cho tới thời điểm hiện tại các bạn này. Đối với hai mã này, hai mẫu này đều là sản xuất năm 2020. Bản này là bản GPL nhá. Đây là bản kỷ niệm của nhà Tiger ấy, mọi người xem này, rất là đẹp luôn, thiết kế rất là sang trọng luôn này. Em đang có hai màu, màu trắng và màu xanh đen.
xanh đen mọi người. Trước này thì ban trang bị màn hình cảm ứng full màn hình rồi, rất là đẹp luôn, thiết kế rất là xịn sò. Đây nó có cái lỗ hút ẩm mọi người này, nước lúc mình hâm cơm á, nước đụng động vào cái vung này thì nó sẽ hút cái lỗ này, nó hút được cái lỗ này này mọi người này. Đây là công nghệ rất là đặc biệt của thằng nhà Tiger này nhá. Đây nó hút vào lỗ này và nó xả dưới này này, giúp cơm mình không bị đọng nước ở trên cái vung nhá. Cái mẫu này thì đã trang bị áp suất điện tử rồi, một cái áp suất điện tử này 500 hút vung này, rất là xịn sò luôn. Đấy mọi người thấy không, không cần gài về vung gì cả, mọi người chỉ cần thả vào nó hút vào luôn. Lòng gốm của bọn này thì thường rất là bền luôn, lòng gốm rất là bền mọi người, lòng có sóng này. Cái chống dính của mã này rất là bền, không có bong tróc gì cả. Lòng rất là đẹp luôn các bạn này. Chiếc này thì người bên kia họ bị làm rơi mọi người, nên nó mẻ mất mấy góc thế này này. Đấy. Lòng gốm mọi người sử dụng chú ý nhé, không để rơi vỡ mạnh nhé, rơi mạnh là nó bị vỡ đấy. Đây, cái dòng này GPL mọi người, điểm yếu của nó là cái lớp mạ chrome này. Mạ chrome này thì nó tiếp xúc trực tiếp với cái lòng nồi, nó sẽ không chịu được nhiệt, nên mọi người sử dụng một vài tháng là nó sẽ bị bong bong thế này, bong bong lớp mạ chrome thế này. Cái này thì cũng ở bên ngoài nồi không dính được vào cơm, nhưng mà nó nhìn nó mất thẩm mỹ nha mọi người. Tuy cái nồi giá cũng khá là cao, nhưng mà con nào mình sử dụng vài tháng cũng bị như thế này mọi người, đa phần là như thế này. Đây, mỗi nồi này thì nó nhược điểm của nó là nó bị mẻ chút đây mọi người này. Tuy nhiên thì không ảnh hưởng gì nhá. Đây, nó vung nó sẽ ép vào mép bên trong này, nên bên ngoài này cũng không ảnh hưởng gì. Đổi lại thì giá thành nó rất là hợp lý hơn. Những mẫu này thì em đang bán với giá là, đợt trước em báo 7 triệu, bữa nay báo mọi người là 6 triệu 8 bao ship toàn quốc nha mọi người. 6 triệu 800 nghìn bao ship toàn quốc. Hôm nay em một phần em giảm giá cho mọi người để của mọi người tiếp cận được sản phẩm, và một phần nữa em cuối tháng em cũng có về một lô nữa nên nó khá là chật mọi người, nên em bán giá giảm giá để em như kiểu bán thanh xả hàng đó mọi người, để lô tiếp về. Đây đây, như mẫu này nó thì hoàn hảo hơn mọi người này, nó có một vàng đây, hộp bộ gần bếp á. Cái này thì em sẽ vệ sinh lại, có bị ố vàng cái đây. Cái này thì như kiểu mà bộ gần bếp nhiệt độ nóng á mọi người, nên nó bị vàng, hơi vàng thôi, cũng không vàng nhiều đâu mọi người. Đây xung quanh còn rất là đẹp, chiếc này thì đẹp hơn nhé mọi người. Chiếc này thì còn đầy đủ phụ kiện này, cái hấp này, cái khay hấp này. Chiếc này, cái này, cái khay này nếu mà mình mua riêng á thì cũng triệu hơn triệu á mọi người. Khay này nếu mua mới bên kia khoảng hơn triệu đấy. Chiếc này thì lòng rất là đẹp luôn, lòng hoàn hảo luôn. Đây, lòng không có trầy xước gì cả, sau trước sau đẹp luôn. Cái này thì nó bị trầy rất là ít nha mọi người. Cái nồi này sử dụng ít này, vì cái lớp này nó đang bị mới đôi vết thôi, nó chưa bị nhiều. Chiếc nào dùng nhiều nó loang lộ ra ngoài này. Đấy, còn rất là mới, còn đầy đủ phụ kiện. Đây, chiếc này cũng giống như chiếc kia thôi, nó cũng có 500 hút này, có lỗ hút ẩm này. Hai bản này đều là hai bản năm 2020 nhé mọi người. Nhưng mẫu này thì em đang bán với giá là 7 triệu rưỡi đi. Bán giá rẻ, bán giá hợp lý nhất cho mọi người luôn. Trước em đang báo là 8 triệu nhá, bây giờ em báo cho mọi người 7 triệu rưỡi, bảo hành 1 năm cho mọi người luôn. Mọi sản phẩm em bán ra giá trên 5 triệu em sẽ bảo hành 1 năm, và dưới 5 triệu em sẽ bảo hành 6 tháng. Đương nhiên thì ngoài bảo hành thì em cũng hỗ trợ khách hàng, nếu mà ngoài bảo hành em cũng hỗ trợ khách hàng sửa chữa, thì mọi người chỉ cần chịu chi phí giao hàng thôi. Rồi, mọi người quan tâm đến mẫu nồi nào thì cứ chụp ảnh màn hình gửi qua số Zalo cho em nhé. Zalo em là 0988 083 784.
Cảm ơn mọi người theo dõi video. Mọi người nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất nhé mọi người. Vâng, xin chào, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video.